Tiếp tục hẹn gặp lại các anh chị vào bài học này, một bài học mới trong chương trình khuyến mại và tất tần tật về khuyến mại của tôi. Tôi muốn trình bày với các anh chị và các bạn về vai trò của hoạt động khuyến mại trong ngành bán lẻ ngày nay. Tất nhiên có bao gồm bán buôn, được chưa ạ? Và trong nội dung của bài học xuyên suốt của chương trình khuyến mại thì tôi sẽ trình bày khái niệm nhà bán lẻ, tức là nói đến các cái đối tượng bán hàng, nói đến đối tượng là những cái đơn vị kinh doanh, những cái cá nhân, những cái tổ chức đang làm kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Nhà bán buôn là nói đến các cái đơn vị tổ chức kinh doanh, các công ty đang thực hiện lĩnh vực bán buôn. Thế thì cái vai trò của hoạt động khuyến mại trong lĩnh vực bán lẻ và bán buôn hiện nay rất là quan trọng. Nó được đánh giá là một hoạt động thương mại có ý nghĩa quan trọng và kích thích cái việc tiêu dùng. Và ngày nay trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại thì khuyến mại chính là một trong những chiêu thức, một trong những cái tuyệt chiêu quan trọng của các nhà bán lẻ cũng như là của các nhà bán buôn để có thể cạnh tranh với nhau, để có thể thu hút được một cái lượng khách hàng mới cũng như là để giữ chân được khách hàng cũ và gia tăng sản lượng bán hàng của mình. Vâng, thế thì cái tình trạng là gì? Cái tình trạng thực tế trong ngày nay bán lẻ hiện đại đó chính là nhà nhà giảm giá, người người giảm giá, đúng không ạ? Đi đâu cũng thấy chương trình giảm giá, khuyến mại tràn lan. Đấy, thậm chí tôi được biết là có những thương hiệu tại Hà Nội, những một những thương hiệu lớn là chiến lược của họ là khuyến mại quanh năm ngày tháng luôn. Một năm có 364 ngày thì họ khuyến mại đủ 365 ngày luôn. Tức là gì? Chiến lược của họ là khuyến mại và khuyến mại. Đấy, sản phẩm giá rẻ phù hợp là khách hàng mua. Lúc nào cũng phải có khuyến mại, đúng không ạ? Đấy, không những là khuyến mại về tiền, khuyến mại về hàng hóa, khuyến mại về dịch vụ. Tất cả những chương trình khuyến mại rất là đa dạng, rất là phong phú, liên tục, đúng không ạ? Thay đổi, đấy. Và người tiêu dùng cũng có thói quen là gì? Bây giờ là không có khuyến mại là chưa mua đâu, chần chừ, đúng không ạ? Rồi thì cứ từ từ rồi hãy mua, thậm chí là không mua, đợi hôm nào khuyến mại thì ra mua. Hoặc là gì ạ? Câu đầu tiên hỏi là em ơi, mình có chương trình khuyến mại gì không? Đấy, thì bởi vì do cái tâm lý mua hàng khuyến mại nó đã bị nhồi vào trong đầu khách hàng rồi. Thế rồi thì khuyến mại thì sẽ giúp cho chúng ta bán được hàng dễ hơn, bởi vì nó sẽ có nhiều lợi ích, nó có được giảm giá, đúng không ạ? Giúp cho khách hàng ra quyết định mua hàng nhanh hơn, giúp cho sản phẩm của chúng ta trở nên cạnh tranh hơn so với đối thủ, giúp khách hàng mua được hàng một cách nhanh chóng, vân vân, đúng không? Việc khuyến mại giảm giá hay là khuyến mại các chương trình cho cái shop cũng như là cho cửa hàng, cửa tiệm của bạn thì cũng có thể là một cái vũ khí mạnh mẽ trong cái bối cảnh ngày nay, giúp tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta sử dụng khuyến mại tràn lan, tùy tiện, kém hiệu quả, không định vị được thương hiệu thì cũng có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì cụ thể là một số những cái ưu và nhược điểm của các cái chương trình khuyến mại là như thế nào? Thì tôi thấy rằng là nó có khá là nhiều ưu điểm, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta dễ dàng và nhanh chóng thực hiện được các chương trình khuyến mại. Búng tay gái ngày mai là tôi ra chương trình off 30%, rất đơn giản. Off 20%, mua 1 tặng 1, mua 2 giảm giá thêm, kiểu kiểu như thế. Tăng được cái sự thu hút của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng cũ và khách hàng mới. Khách hàng cũ người ta cũng muốn được đối xử VIP, người ta cũng muốn nhận được những ưu đãi. Những khách hàng mới thì người ta cũng muốn giá giảm giảm một chút để người ta thử, đúng không ạ? Thế rồi thì tăng được tỷ lệ mua, tăng được cái doanh số, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ, bán buôn ấy là tăng doanh số rất là nhanh nhờ các chương trình khuyến mại hấp dẫn, đúng không ạ? Cũng có thể là gia tăng được sự trung thành của khách hàng, cũng có thể là một cái vũ khí để tăng được cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Bởi vì ngày nay là các cái khách hàng người ta sẽ so sánh với nhau về giá rất nhiều. Khuyến mại về giá là một trong những cái khuyến mại quan trọng và một cái chiến lược quản trị chi phí rất là quan trọng đối với các nhà bán lẻ và các nhà bán buôn hiện nay. Tất nhiên nó cũng sẽ có một số cái nhược điểm, ví dụ như là nó sẽ làm cho giảm lợi nhuận, đúng không ạ? Nhược điểm của nó cũng có thể gây ra những cái ảnh hưởng về thương hiệu, làm đi mất giá trị của thương hiệu, định vị thấp hơn, cũng có thể giảm tỷ lệ chuyển đổi thời gian khuyến mua hàng nếu mà không có khuyến mại, đúng không ạ? Rồi thì tạo cho khách hàng một cái thói quen chờ đợi các chương trình khuyến mại, và cũng có thể là thu hút các khách hàng không trung thành bởi vì họ đã mua các cái sản phẩm giá rẻ. Và ngày nay thì nó có một cái tập khách hàng là họ cứ ở đâu khuyến mại là họ phi đến, xa họ cũng đi. Tôi làm marketing cho nhà hàng, tôi biết
những nhà hàng nào khai trương họ có một cái đội chuyên đi ăn. Tại vì sao? Khi khai trương thì bao giờ người ta cũng khuyến mại đúng không ạ? Cũng giảm giá hay là tặng bia hay tặng món vân vân. Thế là đội cứ dẫn đến ăn thì nó cũng thấy vui mà, cũng chẳng vi phạm cái điều gì. Với doanh nghiệp người ta khuyến mại người ta cũng cần khách đến đông mà. Thế là cứ đi ăn thì tôi biết, khi mà tôi làm marketing trong lĩnh vực nhà hàng thì tôi mới biết là như vậy. Nhưng mà chính những cái đối tượng như vậy họ là không phải là những khách hàng trung thành. Bởi vì hôm nay ở đây khuyến mại họ đến, ngày mai ở kia khuyến mại họ lại đến, họ sẽ không đến ở đây. À, khách trung thành là những khách mà mua hàng không vì khuyến mại. À, họ mua vì nhu cầu, họ mua vì sự hiểu biết đối với sản phẩm, sự cần thiết của sản phẩm thì họ sẽ rất là trung thành, đúng không ạ? À, thế rồi thì cũng có thể là dạng làm cho thương hiệu nó bị ảnh hưởng hoặc là nó bị lạm dụng, đúng không ạ? Rồi khách hàng cũng có vẻ như là thiếu niềm tin, rồi thì khách hàng cũng sẽ chần chừ trong quá trình ra quyết định mua hàng, thì sẽ làm tổn hại cái quá trình kinh doanh của mình. Như vậy không khuyến mại thì không bán được hàng, mà khuyến mại nhiều thì cũng có vấn đề. Như vậy là mình lại phải kết hợp giữa việc là sẽ tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, độc đáo, sáng tạo, thông minh nhưng vẫn là hiệu quả, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta mới cần phải học cái chương trình khuyến mại là vì thế. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể tạo ra cái thói quen và tiền lệ xấu cho khách hàng trong cái quá trình khuyến mại, đúng không ạ? Thế rồi thì giá trị nhận thức của khách hàng đối với sản phẩm trở nên coi thường hơn. À, trở nên nghĩ rằng nó không khuyến mại, nó không bán được đâu, mình cứ đợi nó một chút không sao cả. À, thế thì trong cái quá trình làm khuyến mại như vậy nó có những ưu và nhược điểm, thì giải pháp của chúng ta là gì, đúng không ạ? Thì chúng ta phải lập kế hoạch về chương trình khuyến mại là rất là chi tiết cho cả năm, cho cả tháng, đúng không ạ, cho cả tuần và cho từng ngày. Và chúng ta phải đề ra các cái KPI. KPI là KPI đấy, Key Performance Indicator, là cái chỉ số đo lường hiệu quả, làm sao mà nó rất là hiệu quả cho cái quá trình kinh doanh của mình. Và đặt ra các cái mục tiêu, các cái chiến lược giảm giá cho nó phù hợp theo lộ trình và doanh thu. Mình đặt ra mục tiêu là thu hút khách hàng mới bao nhiêu, doanh số khách hàng mới là bao nhiêu, thu hút thêm khách hàng cũ, doanh số từ khách hàng cũ là bao nhiêu phần trăm, tăng được sản lượng bán bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Khách hàng đến từ nguồn nào, kênh nào, tìm kiếm thêm được những khách hàng trung thành, khách hàng thường xuyên, từ đó chăm chút để mà họ tiếp tục giới thiệu thêm các khách hàng mới. Thế rồi thì thanh lý hàng tồn, cắt lỗ, rồi thì để mà giải phóng hàng hóa, đúng không ạ? Đấy, thì đấy chính là những cái mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến cái chương trình đó. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ cần phải xem là gì ạ? Chúng ta đề ra các cái chiến lược khuyến mại như thế nào, khuyến mại cho đối tượng khách hàng nào, chúng ta phải trả lời câu hỏi khuyến mại cho ai, đúng không ạ, để chúng ta tạo ra được cái giá trị tốt nhất. Thì như tôi được biết thì một tập đoàn viễn thông rất lớn, số 1 của Việt Nam, đúng không ạ, tôi không nêu tên, thì tôi được biết là một cái phần mềm cốt lõi của cái tập đoàn đó trong lĩnh vực viễn thông, đó chính là phần mềm đo lường khuyến mại và tung chương trình khuyến mại. Họ sẽ đo lường cụ thể là cái thuê bao này, họ sử dụng cước vào khung giờ nào, gọi hay là nhắn tin hay là 3G thì nhiều. Đấy, thì họ nạp tiền theo cách thức như thế nào, đợi khuyến mại mới nạp hay gì gì đấy, thì cái phần mềm đấy họ sẽ tự tung ra các chương trình khuyến mại. Họ sẽ biết là cái thuê bao nào khuyến mại, cần cái khuyến mại gì, họ sẽ tung đúng thời điểm, họ sẽ tung đúng cái gói mà khách hàng cần. Cho nên là tôi được biết là cái phần mềm quản lý khách hàng và khuyến mại nó mix với nhau như vậy là một cái chương trình rất là quan trọng đối với tập đoàn đó. Còn các bạn có thể đoán ra được đó là những tập đoàn nào, và các bạn hãy nên học họ cái chiêu thức như vậy. Họ có hẳn phần mềm nhắn tin cho từng khách hàng được, khách hàng này dùng chương trình khuyến mại này, khách hàng này dùng chương trình khuyến mại khác. Ví dụ như tôi dùng 3G nhiều thì họ không bao giờ khuyến mại 3G cho tôi. Đấy, bởi vì họ biết rằng là gì ạ? Cái doanh thu của họ sẽ đến từ 3G. Vậy họ sẽ khuyến mại cho tôi cái gói là tôi ít nhắn tin, họ để tặng cho tôi gói là mua 5.000 đồng một ngày thì được bao nhiêu tin nhắn, ví dụ thế. Thế nhưng mà nếu mà mua 5.000 đồng một ghi trong một ngày thì tôi sẽ mua ngay lập tức, vì tôi dùng 3G rất nhiều, 4G rất nhiều, đúng không ạ?
rồi cứ gọi tôi thấy tốt người ta cũng không khuyến mại. Những cái chương trình khuyến mại của họ rất đa dạng, đúng thời điểm, đúng khách hàng, đúng mục tiêu. Đó là những cái điều quan trọng mà các bạn sẽ cần phải lưu ý, được chưa ạ? Vâng, thì tôi sẽ trình bày thêm với các bạn trong cái bài học tiếp theo. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng khuyến mại như thế nào cho nó tốt, cho nó hiệu quả, dựa trên cái ví dụ vừa nãy tôi phân tích. Nếu như các bạn có câu hỏi nào thì hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ email phananhonline@gmail.com. Tên tôi là Phan Anh. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.